tổ yến được xếp vào hàng ngũ bát chân, 8 món ăn quý hiếm dành cho vua chúa. Triều Nguyễn trong những bữa đại tiệc linh đình ở Hoàng cung như tiếp đãi sứ thần, mừng tiến sĩ hay sinh thần nhà vua, hoàng hậu đều phải có món yến xào, nên từ đó thường gọi là yến tiệc. Ngày nay, tổ yến được xem là một món ăn đắt đỏ và xa xỉ vì trong nó chứa nhiều thành phần có hàm lượng dinh dưỡng cao. Cùng với đó là cách chế biến vô cùng cầu kỳ và đòi hỏi sự tỉ mỉ, đặc biệt nguồn cung cấp yến còn vô cùng khan hiếm. Chim yến là loài chim được hấp thụ tinh túy của đất trời, biển đảo nên đạt được độ dưỡng chất cao cùng với 17 loại dưỡng chất axit amin khác nhau. Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, tại Hải Phòng, hoàng yến vẫn đang ngày càng hoàn thiện và phát triển với 5 hệ thống cơ sở tại 24 Đà Nẵng, 315 Đà Nẵng, 147 Văn Cao, 133 Nguyễn Bình, 187 Trần Thành Ngọ. Yến xào Hoàng Yến là một hệ thống các cửa hàng yến xào cao cấp, chuyên cung cấp yến chính hãng từ các nhà yến uy tín trên toàn quốc như yến tổ, yến thô, yến tinh chế, yến rút lông và yến hũ. Bên cạnh đó, yến xào Hoàng Yến còn tập trung phát triển các dòng yến hũ, nước yến, yến chưng tươi lấy ngay, cùng nhiều dòng dược liệu quý nhằm mang đến cho khách hàng những hũ yến đa dạng và hàm lượng dinh dưỡng cao. Ngoài ra, yến xào Hoàng Yến tự hào là đơn vị được ưu tiên, được phân phối độc quyền các dòng như đông trùng Tây Tạng, đông trùng Bhutan, đông trùng Việt Nam xuất khẩu. Yến xào Hoàng Yến là thương hiệu của công ty cổ phần Royal Sanet. Chúng tôi được khách hàng biết đến với 3 giá trị cốt lõi. Thứ nhất là sản phẩm uy tín chất lượng. Hoàng Yến nói không với tất cả các sản phẩm kém chất lượng. Chúng tôi không sử dụng hóa chất và chất bảo quản trong quá trình chế biến và sơ chế yến xào. Thứ hai là sản phẩm mẫu mã đa dạng. Ngoài các sản phẩm của yến xào, chúng tôi còn có các sản phẩm của đông trùng hạ thảo như đông trùng hạ thảo tự nhiên, đông trùng hạ thảo nuôi cấy. Thứ ba là đội ngũ nhân viên nhiệt tình chu đáo. Vì vậy, tất cả các khách hàng đến với Hoàng Yến đều rất hài lòng về sự phục vụ của chúng tôi. Theo các chuyên gia về yến, khi chế biến tổ yến, bạn không nên nấu tổ yến trực tiếp trên lửa to hay nhiệt độ cao. Điều này để đảm bảo giữ các loại dinh dưỡng có trong tổ yến. Trong suốt nhiều năm qua, thì tôi cũng đã dùng rất là nhiều những cái sản phẩm bổ dưỡng, những thực phẩm chức năng. Thế nhưng mà khi mà tôi dùng đến sản phẩm yến và cũng tìm hiểu về những cái tác dụng của yến đối với lại việc bổ dưỡng cơ thể như thế nào, thì sơ bộ thì nó cũng có vào khoảng 9 cái tác dụng. Ví dụ như với xương khớp, với trí não và đặc biệt là cho bệnh nhân sau khi trị xạ ung thư. Thế rồi đối với trẻ em, nó có những cái hương vị rất là dễ phù hợp với tất cả đối tượng người tiêu dùng và cái chất lượng tôi thấy nó cũng rất là hay. Thế bởi vậy là tôi đã lựa chọn đến sản phẩm của Hoàng Yến. Tôi dùng cái sản phẩm yến của bên Hoàng Yến này á, thì cũng được gần một năm rồi. Trước khi dùng sản phẩm này á, thì tôi rất là yếu vì đợt đấy là tôi có sa sút về tinh thần cũng như là thể lực ấy, và rất là kém ăn, kém ngủ. Thế sau khi mà tôi dùng sản phẩm thì tôi thấy là giấc ngủ của tôi nó khác hẳn, giấc ngủ sâu, chìm và tôi thấy ăn cơm rất là ngon miệng và thấy tự nhiên cơ thể mình nó như kiểu nó có một cái luồng sinh khí mới ấy, cái năng lượng nó dồi dào hẳn lên. Từ đó thì tôi dùng thường xuyên. Tổ yến tốt cho mọi lứa tuổi, từ người già đến trẻ nhỏ, phụ nữ, người lao động nặng nhọc, người ốm và các bệnh nhân vừa phẫu thuật đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe. Quan tâm chăm sóc lẫn nhau là nét đẹp của mỗi gia đình Việt. Mỗi thành viên trong gia đình khỏe mạnh sẽ đem lại hạnh phúc cho cả nhà.